Xin chào tất cả các bạn, lại gặp các bạn trong bài học mới ha. Bài học mới như ở nhà thì rất là cũ, rất là xưa rồi, nhưng mà vẫn được rất là nhiều người yêu thích đó, bản nhạc Diễm Xưa ha. Diễm Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì đây là phần intro của Diễm Xưa. Mình sẽ dẫn các bạn những kiến thức liên quan tới tới phần đoạn nhạc này ha. Mình hướng dẫn rồi mình ôn lại cho bạn, bạn nào chưa ra trên biết rồi thì ôn lại, bạn nào chưa nắm được thì nắm luôn ha. Đây là bản nhạc trên nhịp 4/4. Nhịp 4/4 nghĩa là trong một ô nhịp, có 4 khuất đúng không, có 4 khuất nhớ ha. Khuất 1 2 3 4, khuất 1 là khuất mạnh ha, khuất 2 là khuất nhẹ vừa, khuất 3 là khuất mạnh vừa, khuất 4 là khuất nhẹ. Để đi xem, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, nó đi đều vào, và cái phát thứ tư trong phát thứ nhất ở trong cái ô nhịp nó sẽ là phát mạnh nhất. Thì giống như khi mình nói chỗ nào mà cần nhấn trọng âm á, mình cần chỗ nào cần nhấn mạnh, thì chỗ nào mình muốn người khác nghe chú ý hơn thì mình nhấn mạnh nó, thì nó giống cái câu nhạc nó cũng vậy nha các bạn ha. Rồi cái nữa là dấu lặn đen, dấu lặn trắng ha, đây là dấu lặn trắng. Dấu lặn trắng là cái cục màu đen nó quay lên, thì nó nghỉ 2 phát ha, nghỉ 2 phát, nghĩa là không đàn không hát trong khoảng thời gian 2 phát này. Đây là dấu lặn lặn đen này, nghỉ 1 phát, nghỉ 1 phát ha. Rồi gì nữa, rồi bây giờ nhịp này, nhịp nốt đen và nốt đơn. Nốt đen là bằng 2 nửa nhịp, nhịp xuống và nhấc lên. Nốt đơn thì bằng 1 cái nửa nhịp ha, nốt đơn bằng 1 cái nửa nhịp. Nốt đơn này thì nó là bằng nhịp xuống hoặc là nhấc lên, nó nối lại với nhau như thế này nè. Thì cái nào đứng trước, nửa nhịp nào đứng trước thì nhịp chân xuống, nửa nhịp nào đứng sau thì nhấc chân lên. Là khi mình gõ nhịp á ha, khi mình gõ nhịp thì nhịp, nửa nhịp nào đứng trước thì nhịp xuống, nửa nhịp nào đứng sau thì nhấc lên. Tiếp theo cái liên ba đơn, các bạn thấy chùm ba nốt đơn, liên ba đơn rất là nhiều kiến thức liên quan. Các bạn nắm được kiến thức này thì các bạn sẽ vận dụng được rất là nhiều bản nhạc. Các bạn thấy những bản nhạc thông thường có những kiến thức giống nhau, na ná giống nhau, và thỉnh thoảng có một số bản nhạc thì nó có vài một số một một hai cái kiến thức mới thôi. Nên là các bạn, vì các bạn nắm vững được kiến thức cơ bản nền tảng là rất rất là quan trọng và cực kỳ quan trọng. Tại vì bạn nắm được, giống như bạn biết đọc biết viết, bạn thích đọc cái gì đọc, thích đọc truyện, thích đọc tiểu thuyết, thích đọc văn, thích đọc thơ, thích đọc gì đọc. Còn mình không biết đọc chữ thì bó tay rồi. Liên ba đơn là ba nốt đơn này nối lại với nhau, ba nốt đơn này nối lại với nhau có số ba ở trên ha. Thì ba liên ba đơn này nó bằng gì bạn? Ba nốt đen nốt trắng nhớ không? Nó bằng nốt đen, nó là 1 phát ha, nhịp xuống nốt đầu tiên và nó những nốt thứ hai thứ ba đi đều, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 đi đều. Ví dụ la si đô mì, la si đô mì, ba nốt này các bạn chỉ quan tâm tới nốt đầu tiên là nhịp xuống, còn những nốt sau đi đều, la si đô mì đi đều vậy ha. Rồi liên ba đơn rồi còn gì nữa không? Nốt trắng thì 2 phát rồi. Còn cái dấu thăng này các bạn, cái đây cái dấu mà nó nằm ở ngay trước nốt đó nè, thỉnh thoảng gặp nó thì đó gọi là dấu hóa bất thường ha, dấu hóa bất thường. Bình thường nó bình thường là dấu hóa bất thường, bất thường là nó không bình thường ha. Dấu hóa bất thường thì nó ảnh hưởng nốt mang nó, và những nốt cùng tên đứng sau nó trong cùng một ô nhịp, trong cùng một ô nhịp thôi nha. Các bạn nắm được cái khái niệm cho mình ha. Dấu bất thường nghĩa là thỉnh thoảng mình gặp dấu đó thì nó sẽ ảnh hưởng nốt mang nó và những nốt cùng tên đứng sau nó trong cùng một ô nhịp mình thôi. Ví dụ như pha đây, sau này có nốt pha nữa thì pha thăng, còn tay sau sau này không có pha thì giữ mình nó thăng đó ha. Ví dụ
Ví dụ cái nào mà nó có trùng nốt thì các bạn định dễ định ra son, không này không có cái nào trùng hết. Thì các bạn nhớ là dấu hóa bất thường nghĩa là thỉnh thoảng nó nằm ở giữa ở trong bộ bản nhạc chứ nó không có nằm đầu. Đây là gọi là dấu hóa, đây là dấu hóa biểu, đây là cái dấu hóa của bản nhạc ha. Còn cái này là bình thường nó sẽ nằm ở đầu rồi dòng nhạc này, thì ví dụ nó nằm ví dụ vô dấu si, vô dấu dáng nằm trên kẽ của nốt si, thì tất cả nốt si trong bản nhạc mặc định là đàn si dáng, không cần nhắc không cần nói lại là vẫn biết nó là nằm si dáng. Còn ví dụ có pha thăng, có một dấu thăng ở đây pha thăng, thì tất cả nó pha trong bản nhạc tự động hiểu đó là pha thăng. Còn thỉnh thoảng còn ở đâu là đầu bản nhạc nó không có thăng có dáng như hết, nghĩa là tất cả những nốt nhạc đàn bình thường, nhưng thỉnh thoảng nó có nốt này ảnh hưởng thì nốt là nó dấu thăng nằm trên nốt pha, thì nốt pha chỉ đàn nốt pha là thăng thôi, và những nốt cùng tên đứng sau nó trong một mỗi nhịp này qua nhịp khác có nốt cùng tên đứng sau nhưng mà nó không ảnh hưởng tại vì nó trong ảnh hưởng trong ô thôi ha. Rồi xong cái kiến thức cơ bản đúng không? Rồi cái nốt hoa mỹ các bạn nhớ là gì không? Nốt hoa mỹ là cái nốt làm màu cho cái nốt giai điệu này, nốt si là nốt giai điệu này, nốt hoa mỹ là mình đàn là nó làm màu cho cái nốt si, thì nó sẽ đàn lướt nó mà không tính thời gian nó, nghĩa là đàn nó mà không tính thời gian nó là thì đàn rất là nhanh ha, là trượt qua si là nốt chính này. Ví dụ như là nốt đô này, nốt đô ha, nó lướt á, các bạn tập nhiều cho nó quen tay. Rồi mì nè, nước ha, đó chỗ nào mà có nốt hoa mỹ thì đàn đàn lướt nó mà không tính thời gian nó. Nhưng mà bước đầu của tiên của học một bản nhạc mới là các bạn nắm được cái này cái gì không, là mình đọc nốt gõ nhịp từng khóa ha, đọc nốt gõ nhịp từng khóa được rồi mới bắt đầu tập tiến hành tập từng tay ha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn đọc nốt gõ nhịp phần tiên khóa son trước nè. Nghỉ nghỉ đây là hai dấu lặng trắng, nghỉ hai phát này, dấu lặng đen nghỉ thêm một phát nữa. Mì mì đô mình đọc nốt chữ nốt giai điệu, còn nốt hoa mỹ khi nào mình nốt nhịp ổn rồi mình mới đàn vô ha. Mì mì đô, nốt mì là hai nốt này nốt đơn, thì nốt trước nào đứng trước nhịp xuống là đứng sau nhấc lên. Mì mì đô một nhịp bao gồm nhịp xuống và nhấc lên mới hát tới si, nhịp xuống là nhấc lên, tại vì si là nửa nhịp đứng trước là nửa nhịp đứng sau, rồi nốt là đây là nốt đen một nhịp nữa là si đô mì. Bây giờ đây là liên ba đơn, liên ba đơn thì ba nốt đơn là một phách thì nhịp xuống nốt đầu tiên ha. Bây giờ mình đọc lại nguyên câu này nha. Mì mì đô si là si đô mì, hai ba mì mì mi đập rê đô đô si là si đi đều, hai ba mì mì đô son pha mì mì rê mi xì rê mi pha mì đô hai si đập son la, tới đây là nốt la ha. Rồi được không, chỉ có một câu nữa mình đang rồi thì coi la hai rê đô si la, tới đây hết hết cái đoạn intro nha. La hai rê đô si la, tới đây nha, cho nó khỏi lỡ dở cái đoạn nhạc của các bạn. Các bạn khi các bạn chưa quen, các bạn không có xướng âm, chưa xướng âm được, ví dụ như nãy mình mới gọi là mình xướng âm á, xướng âm mình hát nữa là mình xướng âm là xướng cao độ của nốt đó. Mì mì đô si la la si đô mì, đây gọi là xướng âm. Còn các bạn chưa quen thì các bạn có thể đọc nốt mì mì đô si la si đô mì, nghĩa là mình đọc nốt đọc nhịp thôi. Mà nếu bạn chưa quen chưa xướng âm, tại vì xướng âm nó là một cái môn học, các bạn cần phải học luyện thời gian để bạn mới mới xướng âm đúng cái cao độ của cái nốt nhạc được. Đây là nếu nếu có hai trường hợp, nếu các bạn mà chưa xướng âm được thì có thể bạn đọc nốt gõ nhịp, còn các bạn muốn xướng âm thì các bạn có thể bắt chước theo cái cao độ mà mình nãy giờ mình hát á. Bây giờ mình hát lại một lần nữa nha. Mì mì đô si la si đô mì, hai ba mì mì mi đập rê đô đô si la si, hai ba mì mì đô son pha mì mì rê mi xì rê mi pha mì
Pa-mi-đô-hai-si-đập-son-la-hai-re-đô-si-la. Tới đây ha. Nếu nếu bạn chưa quen xướng âm thì các bạn cứ đọc mì mì đô si la 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 si đô mi hai ba, đọc ngang gì cũng được, không sao hết, miễn sao đọc nốt trọn nhịp ra được ha. Rồi tiếp theo phần tay trái nè, phần tay trái bạn thấy ở dưới tay trái liên ba đơn rồi nốt đen, thì nhịp là ba nốt đơn này, ba liên liên ba đơn này, liên ba đơn là đi đều, nhịp xuống nốt đầu tiên rồi nốt đen là một phát thì nhịp xuống bình thường, rồi cứ như vậy liên ba đơn nhịp xuống, còn này nhịp. Các bạn định hình được cái nhịp này không? Liên ba đơn ba nốt một nhịp nè, đây nốt đen một một nhịp nè, một nhịp chân nè ha. Đây là liên ba đơn ba nốt một nhịp, nhịp xuống đầu tiên. Rồi, nốt đen lên một nhịp, nhịp xuống. Giờ thử nha. La mi la si, re la re mi. La mi la si, rồi tới fa đô mê fa son. Fa đô fa son, rồi tới đô son đô re. La mi la si ha. Mi si mi fa, re la re mi, tới la mi la si, đô son đô re, son re son la, đô son đô re. Các bạn thấy nó có một kiểu không? Fa đô fa son, rồi tới mi si mi fa. Qua cái này là gì? La mi la đô la mi la. La mi la đô la mi la hai, hết rồi, hết đoạn intro đó ha. Nghĩa là các bạn đọc nốt gõ nhịp cho được, rồi bắt đầu giờ tiến hành cho mình tập từng tay nha. Giờ tập tay phải trước thì các bạn thấy trong mấy câu này nút mì thấp nhất, nút đô cao nhất đúng không? Trong mấy câu này thì mình xếp ngón nút mì số 1, ngón đô số 5 ha. Mì mì đô si la 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 si đô mì hai ba. Các bạn định hình được không? Nghĩa là các bạn nguyên tắc xếp ngón là trong một câu thì nốt nào thấp nhất là ngón số 1, nốt nào cao nhất là ngón số 5, rồi những nốt còn lại thì tự từ từ trong đó tính mình xoay sở ở trong đó ha. Mì mì đô, cái nốt hoa mỹ từ từ hẳn đàn, khi nào làm được đã rồi hẳn đàn sau. Mì mì đô si la 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 si đô mì hai ba. Tại vì nhiều bạn chứ vẫn nốt vẫn nhịp mà vô nốt hoa mỹ là rối, nó bị lạc nhịp ha. Rồi bây giờ tới nốt nốt mì thấp nhất, nốt mi cao nhất này thì giãn ngón ra ha. Mì mì mi đập re đô đô si la si. Các bạn thấy nó chuyển ngón vừa đâu nè. Mì mì mi đập re đô đô si la si hai ba. Bây giờ nốt mì thấp nhất, nốt đô cao nhất chuyển về như vậy ha. Mì mì mi son fa mì mì. Rồi bây giờ nó chuyển xuống nè. Re mi si re mi fa mi, nó chuyển lên fa mi đô hai si đập son la hai re đô si la hai là thôi, tới đây sẽ đó chỉ là nếu bạn để ý vô cái câu này nè. Mì mì đô son fa mì mì đô son lần số 3 son fa mi mi, hết ngón rồi bây giờ phải vòng vòng ngón xuống re mi si re mi fa mi, hết ngón rồi giờ phải chuyển ngón lên fa mi đô hai si đập son la hai re đô si la, ok không? Các bạn nắm được cái cách ha. Nghĩa là các bạn muốn tập mà các bạn tập một bước mà tay phải nè, bạn làm không được, làm chưa được, làm hoài không được. Nghĩa là cái bước mà đọc nốt gõ nhịp của bạn chưa ổn thì các bạn quay lại bước đó ha. Quay lại bước đó rồi hẳn 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 tập vô từng tay. Bây giờ tay trái nha. Tay trái thì nó có một cái, các bạn thấy nó có một cái kiểu đi thôi. Tay trái nó có một kiểu đi thì bây giờ bạn sẽ xếp ngón như thế này nè. La mì la si đi đều, chéo tay nè. La mì la si rồi tới rề là rê mi, rồi tới có một kiểu thế ngón thôi. Tới fa đô fa son, rồi tới đô rê là si mì fa rê, rồi tới la nè, là si đô son đô rê, son rê son si
đô son đô đê tếp fa đô fa son mi si mi son mi si mi fa. Tiếp la mi la đô la mi la ha, la mi la đô la mi la. Có một câu cuối nó hơi khác, còn từ đầu tới này nó có một kiểu thôi, nó có một kiểu thôi. Các bạn tập một kiểu, một hợp âm cho nó quen, chuyển một hợp âm này cho nó quen đó, chuyển hoài một đây cho nó quen thì mình những không cái hợp âm khác nó có một cái công thức này thôi ha, thì mới được nha. Rồi bây giờ mình nói hai tay, mình ghép hai tay nè, mình ghép hai tay, ghép chậm các bạn xem nè. Ghép bây giờ cũng chưa nốt hoa mỹ vô, nốt hoa mỹ từ từ hả? Để sau cùng đó, nốt nhịp hai tay gấp ngon lành đó, rồi hoa mỹ vô lướt nó lẹ lắm. Hoa mỹ là các bạn tập riêng sau đó ghép vô. Bây giờ mình ghép hai tay chậm trước đã nè. Rồi giờ mình đang chậm lại các bạn nghe nha. Mi mi đô si la 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 si đô mi, hai ba mi 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 đập rê đô đô si la si, hai ba mi mi đô son fa mi mi rê. Chỗ này rê trùng thì đàn tay nào cũng được ha. Rê mi si rê mi fa mi fa mi đô si si đập khúc này luôn nha. Mình đang từ đầu tới này khúc này hết kết cái intro luôn. Các bạn thấy không? Nhịp khi mà mình tập từng tay, khi mình đọc nốt gõ nhịp đúng, mình tập từng tay đúng nốt đúng nhịp, ra nốt ra nhịp rồi thì mình việc ghép hai tay sẽ tự động khớp với nhau. Nên là cái bước mà đọc nốt gõ nhịp là cái bước quan trọng nhất, cái bước này vỡ bài. Vỡ bài để các bạn biết cái bản nhạc cái đàn như thế nào, nhanh chậm cái nốt nó đi nhanh chậm như thế nào. Nên là cái bước nó quan trọng lắm 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 luôn mà nhiều người đa số học là bỏ qua cái bước đó. Thì đó là lý do của việc học, tại sao các bạn học không được, đàn thất bại nhiều. Bạn nói với mình là gắp hai tay vô không được, em biết chơi bản nhạc đó em gắp hai tay trái vô không được. Tại vì sao? Tại vì bạn, các bạn biết giai điệu tay phải đó, nhưng mà tay trái bạn đâu biết giai điệu, tại vì nó là phần đệm, nó không có giai điệu. Nên là bây giờ mà để hai tay gắp với nhau được thì nó phải có điểm chung. Điểm chung đó là gì? Đó là nhịp. Các bạn thấy dàn nhạc đó, cả hàng trăm nhạc cụ thì rất là mỗi nhiều cụ đàn nhiều bè khác nhau, nhưng mà người ta có cái điểm chung là nhịp để nó kết nối với nhau. Nên là các bạn cố gắng hai bàn tay mình đàn hai nốt, đàn hai phần giai điệu, đàn hai phần nốt khác nhau thì phải có điểm chung, và các bạn tập chắc chắc nhịp nốt của từng tay thì việc gáp nhau với nhau mới làm được. Còn nếu bạn mà các bạn thấy mà đến chừng tới giờ mình đàn vô hai tay bạn không hiểu tại sao bà cô bả đàn như vậy, không hiểu tại sao vậy, thì đó là vấn đề. Thì bạn phải quay lại cái bước 1. Quay lại cái bước 1 là bước nào? Bước đọc nốt gõ nhịp. Coi cái phần cái nhịp mình phân tích nhịp đập xuống nhấc lên sao, coi phân tích kỹ cái nhịp chỗ mình phân, tại vì mình phân tất cả là nhịp nên mình đều phân tích hết rồi. Nên là các bạn không làm được là các bạn làm chưa coi kỹ video và chưa có thực hành kỹ. Thực hành nhiều nó quen tay thì sẽ làm được thôi, tại vì những loại nhịp này là nhịp phổ biến, tất cả bản nhạc nào cũng có hết. Và bản nhạc nào, bài học nào mình cũng nhắc đi nhắc lại hết. Nên là nếu bạn thực sự đam mê thì bạn chịu khó học cái kiến thức này một chút, nó không có nhiều, nó không có nhiều, những kiến thức cơ bản này nó không có nhiều, nhưng mà nó sẽ ứng dụng rất là nhiều. Hầu như bản nhạc nào cũng có những loại nhịp này hết, đa số hầu bản nhạc nào cũng có nốt đen, nốt trắng, nốt đơn, đó là ba cái mà phổ biến. Rồi còn liên ba đơn thì có bài có vậy không ha, còn nốt kép thì có bài có vậy không, nhưng mà nốt đơn, nốt trắng, nốt đen, ba cái đó là nhịp nào cũng có, đen chấm nữa nè, đa số bản nhạc nào cũng có hết ha. Nên là mình muốn đọc nốt đọc nhịp được, muốn đàn được bản nhạc mới hoặc là bản nhạc quen nhưng mà đàn được, chơi được hai tay chơi cho ngon lành thì phải biết nốt biết nhịp, chịu khó chút xíu nha. Rồi bây giờ mình làm chậm lại một lần nữa này, làm chậm lại lần nữa hai tay nè. Mì mì, bây giờ mình ghép nốt hoa mỹ vô luôn ha. Các bạn muốn ghép nốt hoa mỹ vô thì các bạn phải tập riêng ở ngoài đô, đàn nhiều là nhiều để cho nó nghe nó không có là không phải là đôi mà là nhanh nút nút là trượt nút đô là nút chính, trượt nhanh vô. Rồi chỗ đây nè,
Nè, rồi mi nè, nó lướt nhanh ha. Rồi chỗ này nữa, si đó, là si nè. Ha, đây là tập kỹ ngoài cho quen tay rồi bây giờ mới gáp vô nè. Mi đô si la la. La si đô mi 2 3. Mi 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 đập thế đô. Đô si la si 2 3. Mi mi đô son fa mi. Đô, làm lại chứ là đô, hai, si, đập, son, la. Các bạn thấy không? Nốt nhịp là vô là làm được. Nên cố gắng học nốt, học nhịp cho chắc nha. Chúc các bạn học tốt phần này nha.